Hôm nay sư sẽ giảng bài pháp có chủ đề là tu tập từ bỏ. Thì trong cái quá trình tu tập của mình, trong cái con đường tu tập hay là cái lộ trình mình tu tập, thì sẽ có rất nhiều cái cần phải từ bỏ. Giống như là một cái người mà đi lên những cái tầng lầu cao, thì khi mà người ta muốn lên cái tầng thứ nhất, người ta phải bỏ lại cái tầng thứ hai, hay là lên các cái bậc thang trên cao hơn, muốn lên bậc thang thứ hai thì mình phải bỏ qua cái bậc thứ nhất, muốn lên bậc thứ ba thì phải bỏ qua bậc thứ hai, rồi mình càng lên cao thì mình lại phải càng bỏ lại những cái thấp kém. Như vậy cái quá trình tu tập tiến hóa, mình muốn phát triển, muốn tu tập để tăng trưởng cái đời sống về tâm linh trí tuệ, thì mình cũng có rất nhiều những cái mình cần phải bỏ đi, những cái tâm thấp kém, những cái tâm mà bất thiện xấu xa đấy. Là vì vậy cho nên là trong suốt cái quá trình tu tập là cái quá trình mình rũ bỏ, cái quá trình mình buông bỏ, cái quá trình đấy là mình dứt bỏ. Thì cũng giống như là một cái người, người ta có bệnh mà người ta cần phải trị bệnh, đôi khi có những cái căn bệnh đấy người ta cần phải cắt bỏ những cái phần mà da thịt nó bị hư hoại đi thì nó mới chữa lành được cái bệnh đấy. Và đôi khi có những cái mình dứt bỏ đi một cách dễ dàng, nhưng mà có những cái mình dứt bỏ đi một cách rất là đau đớn, nhưng mà khi mà dứt bỏ đi được rồi thì nó lại rất là an lành, nó lại rất là an vui. Vậy thì muốn dứt bỏ được nó, hay là tu tập những cái mà mình, cái gì mình cần phải từ bỏ và từ bỏ nó như thế nào, thì giờ mình sẽ nghe cái bài pháp này, mình sẽ biết là những cái gì mình cần phải từ bỏ. Thì thứ nhất là một cái người mới bắt đầu học đạo thì sẽ cần phải từ bỏ những cái căn bản nhất. Ví dụ như là từ trước đến giờ mình có những cái hành động bất thiện về thân khẩu ý, như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì cái bước đầu tiên mình phải từ bỏ nó đã. Nếu như mình đã từng làm cái việc sát sinh thì phải từ bỏ cái hành động đó. Hành động đó là cái hành động bất thiện nhất, thô thiển và xấu xa nhất. Thế thì tại sao mình cần phải từ bỏ như thế? Muốn từ bỏ nó thì phải làm sao? Đó là mình cần phải suy xét về những cái khía cạnh bất lợi của nó. Cứ khi nào mà cái tâm của mình biết cách suy xét, biết cách thấy cái sự nguy hiểm trong những cái hành động nào, thì mình sẽ từ bỏ được nó. Vậy thì muốn từ bỏ được nó, mình cần phải có một cái chánh tri kiến, mình cần phải có cái chánh tư duy, mình cần phải có cái chánh chân chánh suy xét giác sát cái hành động này đem lại cái sự nguy hiểm, đem lại cái sự bất hạnh, đem lại cái bất lợi cho mình ở hiện tại hay ở tương lai, thì mình nên từ bỏ nó. Ví dụ như là một cái người đời người ta không có hiểu giáo pháp, người ta nghĩ rằng là những cái hành động như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những cái hành động đấy đem lại lợi ích cho họ. Nhờ có sát sinh họ có được những cái lợi ích, lợi lạc thực tế ngay trước mắt. Thì đấy là một cái nhận thức, một cái hiểu biết, một cái chi kiến. Đó là người ta thấy cái lợi ở trước mắt mà người ta không thấy được cái họa ở bên sau, đằng sau nó. Vậy thì cái người mà tu tập học đạo thì cái người đấy cần phải thấy được cái gì mà nó mang lại cái nguy hiểm cho tương lai, thì mình cần phải tránh nó, thì mình cần phải suy xét như vậy. Vậy thì sát sinh là một trong những cái tội lỗi mình sẽ khiến cho mình đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh ở trong tương lai, do mình suy xét thấy được những cái sự nguy hiểm của cái hành động đấy, cho nên từ bỏ cái hành động đấy. Cũng như vậy, mình suy xét đến những cái nỗi nầm, đến những cái xấu xa, cái bất thiện của cái hành động trộm cắp. Thế trộm cắp là đáng hổ thẹn, đáng ghê sợ, bất hạnh,
thì nó sẽ làm cho mình mất cái danh dự ở hiện tại, cũng như là làm cho mình bị chịu cái tổn hại, cái quả báo tương lai. Nhờ suy xét như thế rồi mình sẽ mơ từ bỏ được nó. Tà dâm cũng như thế, nếu như mà mình suy xét đến những cái hành động đấy, nó sẽ đem lại cái sự khổ đau ở hiện tại và tương lai, thì bắt đầu mình sẽ từ bỏ tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái hành động đấy ở nơi thân, ở nơi khẩu cũng như thế. Mình từ bỏ những cái nỗi nầm ở cái nơi lời nói, và lúc đấy thì mình sẽ từ bỏ cái này thì mình sẽ đạt được cái kia, giống như ở trên đời nó như thế. Như là mình từ bỏ ở đây không phải là một sự mất mát, mà từ bỏ ở đây là một sự tăng trưởng, giống như là mình bước đi lên những cái bậc cao hơn, mình từ bỏ những cái thấp kém hơn, chứ không phải là mình từ bỏ ở đây là mình sẽ thiệt thòi, mình sẽ bị thiếu thốn hay thấp kém gì. Như là khi mà mình từ bỏ sát sinh thì tự nhiên mình thành tựu được một cái đức hạnh của cái sự không sát sinh. Mình từ bỏ được cái trộm cắp, mình sẽ thành tựu được cái đức hạnh của một cái người không có trộm cắp. Cũng vậy, mình từ bỏ tà dâm, nói dối, uống rượu hay là tất cả những cái hành động đấy, nó cũng thành tựu cho mình được những cái đức hạnh chân chánh, cao thượng. Vậy thì đấy là mình đã từ bỏ đi được những cái xấu xa bất thiện, và mình trở nên cao thượng, đức hạnh và hiền thiện hơn. Thì vậy nên là đấy mới là những cái bước từ bỏ thấp, tiến cao hơn nữa. Mình càng tu tập cao hơn lại càng phải từ bỏ cao hơn. Ví dụ như là trước kia thì mình ăn phi thời, mình ăn ban ngày, ăn ban đêm, ăn buổi tối. Nhưng mà khi mà tu tập đến một mức cao hơn, những ngày thọ bát quan trai giới tu tập đây, mình lại phải từ bỏ ăn phi thời, không được ăn buổi chiều. Thì đấy là một cái mức độ từ bỏ. Cái từ bỏ cái này mình được cái gì? Thì người đấy cũng cần phải suy xét đến những cái bất lợi của cái việc ăn phi thời. Ví dụ như là ăn phi thời sẽ làm cho mình bị tham đắm vào cái món ăn, bị lệ thuộc vào món ăn, rồi nó sinh ra cái dục tham đối với món ăn, bị trói buộc bởi thức ăn. Ăn phi thời làm cho mình mất cái thời gian, tự mình phải tổn, tức là lãng phí rất là nhiều cái thời gian công sức để tìm kiếm cái thức ăn đó, để tạo ra cái thức ăn đó, mất hoặc là cái người khác phục vụ mình, dù mình không tự làm, có người làm cho mình thì cũng làm khổ người khác, làm cho người khác bận rộn, mất thời gian. Và ăn nhiều thì nó lại sinh ra cái ngủ nhiều, trưởng dưỡng cái thân này thì nó lại sinh ra những cái dục tham khác, rồi nó sẽ tăng trưởng nên những cái tâm đòi hỏi hưởng thụ về ăn, về ngủ, thì rồi nó tăng trưởng những cái tật bệnh do mình ăn nhiều, nó thừa chất. Do mình có cái sự suy xét như vậy cho nên là mình sẽ hoan hỉ, sẽ vui vẻ, sẽ chấp nhận cái việc là từ bỏ ăn phi thời. Vậy thì một cái người biết suy xét thì khi mà mình có những cái từ bỏ thì mình sẽ cảm thấy mình trở nên cao thượng hơn. Còn cái người mà không biết suy xét thì nghĩ rằng cái việc ăn uống nó tăng trưởng sức khỏe, mình ăn ít như thế này thì nó sẽ rất là đói, hay là nó mệt mỏi, hay là nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì cái người mà có cái suy xét như vậy thì tự nhiên là nếu như mình mà phải ăn phi thời, mình lại cảm thấy nó rất là ức chế, ấm ức, phiền não, không hoan hỉ, không vui lòng. Thì cái lúc đấy là mình đang bị bắt buộc, bắt ép phải từ bỏ một cái mà mình không muốn từ bỏ. Thì điều đó thì nó không đem lại lợi ích, không đem lại an vui, hạnh phúc. Còn nếu như một cái người chân chánh biết suy xét đến những cái bất lợi, đến những cái nguy hiểm của những cái pháp thấp kém, mình từ bỏ nó, mình sẽ đạt được những cái pháp cao thượng hơn. Như là một cái người sau khi không ăn phi thời nữa, vị ấy sẽ cảm thấy thanh thoát, nhẹ nhàng, ít bận, ít não, được khinh an, lạc chú, có sức lực, dễ tu tập. Đấy là những lời của Đức Phật đã dạy. Đức Phật nói với các tỳ kheo, ta
ăn ngày chỉ một bữa, không ăn phi thời, ta thấy kinh an nạp chú có sức lực, dễ an chú tâm vào trong định. Thì điều đó là cái sự lợi ích do mình từ bỏ cái ăn phi thời. Cũng như vậy, trước kia mình thường hay trang điểm, hay múa hát, xem nghe múa hát, thì bây giờ mình từ bỏ luôn, từ bỏ hết cả những cái trang sức xem nghe múa hát đấy. Thế thì mình cũng phải suy xét, suy luận chân chánh giác sát như thế nào mà khi mà mình từ bỏ mà mình cảm thấy mình trở nên cao thượng hơn là những cái người đang thọ dụng nó. Nhưng là cái sự trang điểm ở đây, nó cái thân thể con người thì thực ra thì nó cũng chỉ giống như cái nhà vệ sinh, mà thực ra thì nó lại là nó giống như là một cái cỗ máy, nó sản xuất cái nhà vệ sinh chẳng qua chỉ là cái thùng chứa những cái sản phẩm của cái thân này, còn cái thân này mới thật sự là cái cỗ máy sản xuất ra những cái đồ uế trược bẩn thỉu hôi tanh. Thì cái nhà vệ sinh thì dù mình có trang điểm ở bên ngoài nó bằng cái màu gì, phấn son gì, thì nó cũng là cái nhà vệ sinh để chứa phân mà thôi. Cái thân này cũng vậy, dù mình có trang điểm gì, phấn son gì, đẹp đẽ gì, thì nó cũng chỉ là để che đậy những cái hôi thối ở bên trong. Thì một cái người sống ảo tưởng, lừa đảo chính mình, lừa đảo người khác, nghĩ để cho người khác nghĩ là mình đẹp lắm, mình xinh lắm, thì người ta yêu quý mình. Đấy là cái sự lừa gạt, cái tham sắc của người khác. Chứ thực ra cái bản chất của cái thân nó là thế. Mình sống với cái sự, cái chân thật thì mình phải biết là cái thân này nó như thế nào thì mình chấp nhận nó như thế. Thế thì mình từ bỏ những cái trang điểm như thế, là mình diệt trừ đi cái ảo tưởng nghĩ rằng cái thân này là thanh tịnh. Mà lúc đấy mình có cái sự chân chánh, có cái hiểu biết đúng với sự thật, đó là cái thân này là bất tịnh, là hôi thối, là cấu uế, chứ không phải là đẹp, là xinh, là khả ái, là đáng yêu mến như mình và tất cả những cái người phàm phu từ ngàn xưa đến nay thường tưởng lầm như vậy. Vậy là mình từ bỏ những cái đó, là mình sống với sự thật, mình trở nên cao thượng hơn đối với những cái người đang lầm tưởng, đối với những cái người đang thọ dụng, đối với những cái người mà đang ưa thích sống cái giản dối đó. Thì có cái sự suy xét, có cái sự quan sát như vậy, cho nên là mình sẵn sàng từ bỏ trang điểm, thoa vật thơm đấy. Còn mình từ bỏ múa hát, xem nghe múa hát kẻ đời, thì mình cũng phải biết cách suy xét nó, suy xét đến những cái khía cạnh bất lợi của nó để mình từ bỏ nó. Múa hát thì nó có cái gì, nó mang lại lợi ích gì, hay là nó mang lại cái bất lợi gì? Thực ra thì múa hát nó là những cái sự nhảy nhót, múa may quay cuồng, hát hò nghêu ngao du dương, nó chỉ làm tăng thêm cái tâm phóng dật. Nếu như trong cái nội dung bài hát nó chứa đựng cái sự ca tụng đối với tham ái tham dục, thì nó lại làm cho người nghe tăng trưởng cái tham ái tham dục. Nó chứa đựng cái nội dung sân hận tranh chấp thì nó lại làm cho người nghe và người hát đó tăng trưởng cái sự sân hận tranh chấp giật giảnh ái luyến, thì nó chỉ khiến cho chính bản thân mình và người khác sinh lên những cái tâm năng xăng phóng dật bất thiện. Vì vậy nên ngay trong thời Đức Phật có những cái vị nhạc công, nhạc sĩ, ca sĩ từng đến hỏi Đức Phật: con làm cái nghề múa hát như thế, sanh thú của con tương lai chết sẽ sinh về cái cõi nào? Thì lúc đầu Đức Phật không trả lời và nói đừng hỏi ta cái câu đó. Vị đó cố gắng hỏi đến lần thứ hai, đến lần thứ ba, thì Đức Phật bảo do cố có tình hỏi, thì Đức Phật mới nói đó là sau này có một cái địa ngục gọi là hí tiếu địa ngục, tức là có một cái địa ngục mà cái người ở trong đó chịu hành hạ, nhưng mà họ đau đớn, họ than khóc, nhưng mà những cái điệu khóc, những cái nỗi đau khổ của họ giống như đang nhảy múa, đang ca hát vậy, nhưng mà đó là một cái sự hành hình, đó là một cái sự khổ đạo. Vì vậy nên là những cái người nào say sưa tham đắm ưa thích ca hát nhảy múa thì sau này cũng thế thôi, địa ngục đang chờ đợi đấy, cứ ấy đi, cứ tham đắm mà hát hò đi.
Cũng chính vì cái hát hò nó đem cho người ta tâm tán loạn, tâm phóng dật, tâm cuồng loạn, tâm si mê, tâm tham ái, tâm không định tĩnh, tâm không cao thượng, tâm không chân chánh. Vì vậy cho nên là Đức Phật mới dạy là hãy từ bỏ, hãy tránh xa, không nên nhảy ca hát, múa hát, đàn ca múa hát. Vì một cái người tu tập, nhất là tu tập về thiền định mà còn đàn ca múa hát thì không thể nào đắc định được. Người nào đã đắc định rồi mà còn thích đàn ca múa hát thì người đấy sẽ tiêu tán mất cả định nữa. Nó tiêu tán hết những cái chi kiến cao thượng, nên là những cái người cao thượng sẽ không ưa thích những cái ca hát múa hát đó. Vì vậy nên là tránh xa được nó thì mình sẽ trở nên cao thượng hơn, trở nên cao quý hơn, trở nên tăng trưởng được cái công đức trí tuệ hơn. Vì vậy đấy là cái do mình hiểu biết được cái về cái bản chất của cái điều đó, mình suy xét về những cái bất hạnh, về những cái bất lợi của nó, mình sẽ sẵn sàng từ bỏ nó. Giống như là bây giờ mình có cái gì mà nó nguy hại, nguy hiểm đến với cái bản thân mình thấy nó là nguy hại, thấy nó là nguy hiểm thì mình từ bỏ nó. Giống như là một cái người đang đeo một cái túi có con rắn độc nó bò vào, nhưng mà mình không biết, mình cứ đeo nó, đến một lúc nào đấy mình nhận ra đây, trong túi này có con rắn độc rất nguy hiểm, rất nguy hại, vậy thì hãy vứt bỏ nó đi, thì lúc đấy mình được an toàn. Còn nếu như mà mình còn đeo nó ở trên lưng, đến một lúc nào đó con rắn nó thò đầu ra, nó đớp một cái thì mình sẽ chết. Cũng như vậy, có rất là nhiều cái nguy hại, nguy hiểm mà mình đang mang theo ở trong mình mà mình không biết. Cho nên là mình cứ mang theo nó, đến một lúc nào đó mình sẽ gặp nguy hại, nguy hiểm. Vì vậy cho nên là có rất là nhiều cái cần phải từ bỏ. Thế thì cái người càng tu tập cao hơn thì càng phải từ bỏ cái mức độ cao hơn. Đấy là mới chỉ là cái sự từ bỏ của người tại gia. Khi mình giữ 5 giới, mình đã có 5 cái để từ bỏ. Khi giữ 8 giới, mình đã có 8 cái cần phải từ bỏ. Đấy là từ bỏ những cái vật tầm thường ở bên ngoài. Còn từ bỏ đến những cái cấu uế, những cái ô nhiễm, những cái phiền não ở trong nội tâm, nó lại còn khó khăn hơn. Nó lại còn ở cái mức độ cao hơn. Giống như là một cái người mình từ bỏ những cái râu tóc, giống như mình có cái sợi tóc bạc nhổ đi nó dễ, nhưng mà nó có những cái ung nhọt nó nằm ở bên ngoài, mình từ bỏ nó dễ, nhưng mà có những cái ung nhọt nó nằm sâu ở trong, mình từ bỏ thì nó rất là khó, nó rất là đau đớn. Nhưng mà mình để nó ở trong thì đến một lúc nào đấy nó sẽ quay lại, nó hủy hoại mình, nó làm cho mình đau khổ. Nên là một cái người càng từ bỏ được nhiều thì mình càng an toàn, mình càng an vui, mình càng tránh được nhiều cái nguy hại, tránh được nhiều cái nguy hiểm. Cũng vậy như là có những cái người người ta quan sát thấy được rằng cái cuộc sống ở trên đời này, sống ở được cái đời sống tại gia, có rất là nhiều cái sợi dây trói buộc. Vợ là trói buộc, con là trói buộc, tài sản là trói buộc, châu bò lợn gà là những cái thứ nó trói buộc, tài sản vàng bạc, tiền bạc, danh vọng sự nghiệp là những cái thứ nó trói buộc. Vì anh nghĩ là mình muốn đi thực hành giáo pháp để thành tựu được những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, hay là có thể giữ được cái giới hạnh, đức hạnh cao thượng, trắng bạch như vỏ ốc, thì mình cần phải thực hành cái hạnh từ bỏ cao hơn. Đó là từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ cái đời sống thế tục, sống đời xuất gia. Vậy cái người mà sẵn sàng tu tập cái đời xuất gia thì cái mức độ đòi hỏi nó lại còn cao hơn nữa. Cái người mà muốn xuất gia thì cái vị đó sẽ từ bỏ những cái rất khó từ bỏ. Ví dụ như vị đó mà có vợ con, vị đó phải từ bỏ cả vợ con, không luyến tiếc. Chứ còn đi xuất gia nghĩ rằng tôi phải đưa được vợ tôi đi tu, đưa con đi tu thì tôi mới tu, thì sẽ không được chấp nhận cái điều đó. Tôi phải đưa được tài sản nhà cửa đi tu thì sẽ không được chấp nhận. Thì cái người mà muốn sống cái đời sống phạm hạnh
cái đời sống suốt thế, thì vị đó từ bỏ luôn cả vợ con, từ bỏ luôn cả sự nghiệp, từ bỏ luôn nhà cửa, từ bỏ luôn tất cả những cái tài sản mà vị đó có. Khi đi xuất gia rồi, vị đó còn lại phải từ bỏ luôn cả cái mái tóc, râu, móng tay, tất cả những cái thứ đó nó không cần thiết. Ví dụ như là vậy, làm sao một người có thể từ bỏ được, thì cái vị đó cần phải có cái sự suy xét về cái bất nợ của những cái mà mình đang có. Vợ con là những cái phải sinh, phải già, phải bệnh, phải chết. Mình cũng là một cái phải sinh, phải già, phải bệnh và phải chết. Cái sinh già bệnh chết, lại đi sở hữu cái sinh già bệnh chết. Cái mà mình chẳng làm chủ được cái già bệnh chết, sao mình có thể làm chủ được già bệnh chết cho người khác? Mình còn đang khổ đau, làm sao mang lại cái sự an vui cho người khác? Vì vậy cho nên là mình muốn được thoát khổ đau thì mình cần phải từ bỏ càng nhiều thì mình càng thoát cái khổ đau càng nhiều. Vợ con, nhà cửa, tài sản là cái sợi dây nó trói buộc mình ở trong cái khổ đau sinh tử, ở trong cái dòng luân hồi tái sinh. Nếu như mà mình vẫn còn sống ở trong cái đời sống gia đình bị trói buộc bởi vợ con, nhà cửa, thì suốt cái kiếp sống này mình không thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, mình có thể không thể thành tựu được cái pháp tối thượng đi đến niết bàn được. Tức là khó mà mình có thể chặt đứt được cái dây tham ái, cái sợi dây luyến ái, ái luyến trói buộc đấy. Đó là cái sợi dây trói buộc khó, khó từ bỏ nhất. Thực ra nó còn khó từ bỏ hơn cả xiềng xích. Nếu như mà bây giờ có ai mà dùng cái xiềng xích bằng sắt đến mà trói chân mình vào, cột mình vào một cái cây cột bằng sắt hay bằng đồng to như cái cột nhà. Nhưng với một cái người có nghị lực, có ý chí, có sức mạnh, vị đó có thể rứt bỏ được cái xiềng xích đó không khó khăn. Nhưng mà nếu như mà cho cái vị đó sống với mẹ, vợ con, nhà cửa, rồi bảo vị đó là hãy từ bỏ vợ con, nhà cửa, vị đó khó mà từ bỏ được. Thì những cái mà cái trói buộc ở thế gian, đó là những tài sản và những người thân yêu, nó có một cái sức dai dẳng vô hình mà nó sẽ trói chặt chân những cái bậc thượng nhân. Nó sẽ làm cho cái người đấy cứ bị quẩn quanh ở đấy, giống như con chó mà nó bị xích ở trong cái cột, ở một cái cây cột, nó cứ vòng lên vòng xuống, nó không thể nào thoát ra khỏi cái dây xích. Cũng vậy, chúng sinh ở trong luân hồi sinh tử, vì vợ con, nhà cửa, vì những cái người thân yêu, vì những cái tài sản mà mình đang sở hữu, nó khiến cho mình chết rồi cứ luồn quẩn loanh quanh, lúc mình lên thiên đường khi xuống địa ngục, quẩn quanh trong tam giới, không thể nào thoát ra khỏi được. Vì vậy cho nên là muốn dứt bỏ được cái xiềng xích này, giống như là con chó muốn xích, muốn dứt khỏi cái sợi dây xích ràng buộc này, thì cái vị đấy cần phải dứt bỏ được cái đời sống thế tục, dứt bỏ được cái sợi dây ái luyến vô hình nó trói buộc, nó ràng buộc đấy. Vậy đấy là do mình có một cái người có cái suy xét chân chánh, có cái hiểu biết, hay là mình tác ý, mình suy xét về cái khía bất nợ, cái khía cạnh nguy hiểm, thì mình sẽ từ bỏ được những cái khó từ bỏ, mình cũng có thể từ bỏ được. Thế thì đấy là những cái khó từ bỏ mình cũng sẵn sàng từ bỏ được. Đấy là những cái bên ngoài thôi, từ bỏ được những cái bên ngoài đấy. Tuy là khó nhưng mà không khó. Với một cái người nào quyết chí là người đó sẽ từ bỏ được. Người đấy có cái nghị lực, có ý chí, có quyết đoán là sẽ từ bỏ được. Nhưng còn từ bỏ được những cái ở bên trong, những cái cấu uế vô hình, những cái mà nó không có hình tướng, thì nó rất là khó. Ví dụ như là bây giờ mình từ bỏ dục tham, từ bỏ sân hận, từ bỏ tà kiến, từ bỏ những phiền não, từ bỏ vô minh, tham ái, chấp thủ, thì mình sẽ làm sao để mà từ bỏ được nó. Như vậy, khi mà một cái người mà mình có thể tu tập được những cái giới hạnh, là mình từ bỏ đi được những cái hành động bất thiện ở nơi thân và nơi lời nói,
Và sau đó mình sẽ tiến lên tu tập những cái pháp, đó là tu tập về tâm, thực hành những cái pháp thiền chỉ, thiền quán. Về trong cái lúc mà mình thực hành thiền chỉ, thiền quán, có rất nhiều những cái vọng tưởng, những cái tạp niệm, những cái suy tư nó khởi lên. Mà những cái vọng tưởng ấy nó khởi lên cái gì? Nó khởi lên dục tham, nó khởi lên sân hận, nó khởi lên cái trạo hối, phóng dật, hôn trầm, thụy miên. Thì đấy là những cái phiền não, đấy là những cái, đấy được gọi là những cái triển cái, những cái ô nhiễm mà nó cứ khởi lên. Một cái người mà bị chi phối bởi năm cái triển cái này mà không từ bỏ được nó, không dứt bỏ được nó, vì ấy không thành tựu được, không chứng đắc được thiền. Nếu như mà khi mà mình bị ngồi thiền, mình cứ bị nó quấy rầy bởi dục tham sân hận đấy, thì có ngồi bao nhiêu ngày tháng đi chăng nữa thì tâm của mình vẫn cứ tán loạn và không thể nào thành tựu được. Vậy bây giờ muốn từ bỏ nó thì phải làm sao? Thì phải biết cách suy xét, cần phải biết cách tác ý đến những cái nguy hiểm của nó để mà từ bỏ nó. Ví dụ như là cái người nào mà hay nặng về dục tham, tham dục ở đây có nghĩa là mình tham dục về những cái cảnh dục, sắc dục, thanh hục dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp. Và những cái cảnh dục đấy nó là pháp dục do tâm mình suy tưởng nó. Mình đã từng hưởng thụ những cái cảnh sắc dục, bây giờ mình nó tưởng nhớ đến nó với cái tâm khát khao. Mình đã từng hưởng thụ những cái thanh dục thì bây giờ mình hay tưởng nhớ đến hương dục, vị dục, là những cái thức ăn hay là xúc chạm dục. Thì đấy là năm cái ngũ dục. Vậy thì muốn diệt trừ được nó, muốn chấm dứt được nó thì phải suy xét đến những khía cạnh nguy hiểm của nó. Như Đức Phật đã dạy, dục như khúc xương, như con chó gặm khúc xương. Nếu như mà một cái người mà càng tham đắm hưởng thụ dục nào thì giống như con chó nó gặm khúc xương, không bao giờ nó no bụng. Vậy như một người chạy theo cái sắc thanh hương vị xúc ở đời, chạy theo những cái tham dục khả ái hấp dẫn ở đời thì đó không bao giờ thỏa mãn. Mình chạy theo tiền tài danh vọng, sắc đẹp, dù là những cái dục về vật chất hay tinh thần cũng thế, không bao giờ nó thỏa mãn được rồi, dục nó lại tăng lên. Nó giống như là cái ngọn lửa nó đang bốc cháy, mình càng tiếp thêm cái nhiên liệu cho nó càng cháy mạnh hơn. Cũng như vậy, cái lòng khát dục của con người, thế mình tiếp cho nó thỏa mãn dục, không ngờ nó lại, cái lòng dục nó lại bốc cháy mạnh hơn nữa. Vậy cho nên là không bao giờ thỏa mãn được nó, chỉ dứt bỏ nó đi. Như con chó, nó gặp khúc xương chán, nó thấy nó không no, nó bỏ đi, để nó lại thấy nó hạnh phúc hơn, là cứ nằm đấy mà gặm xương, cuối cùng gãy hết cả răng, mà cũng chẳng thỏa mãn. Dục nó như là một cái con quạ tha mồi, một con quạ thì tất cả những cái đàn quạ khác, nó sâu xé lại, nó cắn. Vậy thì người nào mà càng ngậm dục, càng hưởng thụ dục thì càng đau khổ, bị thiêu đốt, chứ không phải là mình cảm thấy hạnh phúc gì. Hay là giống như là một cái người cầm cái ngọn đuốc cháy, để cái ngọn lửa dần dần nó cháy đến tay, mình cứ cố gắng nắm lấy nó thì mình bị thiêu đốt. Vậy cái người mà cứ cố gắng nắm giữ lấy dục thì bị chính cái dục nó thiêu đốt. Mỗi khi cái tâm khởi lên là mình đã cảm thấy bị thiêu đốt rồi, bị khó chịu rồi, bị ức chế rồi. Quán chiếu như thế, quán chiếu đến những cái bất nợ, quán chiếu đến những cái sự nguy hại, giống như là một cái miếng mật ở trên cái lưỡi dao, hay một con chó mà liếm vào có khi bị đứt lưỡi. Cũng như vậy, một cái người ta mà càng chạy theo dục càng nguy hiểm nhiều, càng khổ đau bất hạnh ở đời này và nhiều đời nhiều kiếp về sau. Có thể vì chạy theo dục này mà ở đời này mình cũng sẽ vướng vào nao lý tù tội, thân tàn, mình có thể bị hủy hoại ngay ở đời này, cũng có thể mình bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh ở đời sau. Nên một cái người càng chế ngự được dục, càng từ bỏ được cái tham dục thì sẽ càng có hạnh phúc. Người càng chạy theo tham dục thì càng khổ đau nhiều. Không vậy, một cái người mà dứt bỏ được dục thì sẽ thấy nó an vui hạnh phúc. Giống như là bây giờ mình nhìn những cái con bọ, hay là những cái con bọ hung, như những con bọ mắm nó chui rúc ở trong xác chết, ở trong đống phân, nó có thể đánh nhau tranh cái giành những cái phân thối, những cái xác thối đấy. Nếu như mà một con người mình nhìn vào đấy, mình sẽ cảm thấy đau khổ cho những cái con bọ này, những cái con sâu bọ này, chỉ vì những cái
rất là hạ nhiệt, rất là thối tha, mà chúng phải đánh nhau, tranh chấp nhau. Cũng vậy, những chúng sinh cao hơn ở cõi người, các vị chư thiên, phạm thiên, nhìn thấy chúng sinh ở cõi người tranh nhau cái sắc tài danh vọng, tranh nhau những cái dục lạc ở thế gian, vì sắc dục mà tàn sát nhau, vì cái ăn ở, hay là vì những cái nợi nạc tầm thường rất là hạ nhiệt thấp kém, mà họ cũng có thể hại nhau bằng cách này hay cách khác, họ có thể tàn sát nhau, giết hại nhau, mà họ không chung sống hòa hợp được với nhau. Một cái người nào an vui hạnh phúc, cái người đấy từ bỏ cái dục đó, giống như là một cái người nhổ ra một cái miếng cục đờm, không có tham đắm, không có ưa thích nó, thì cái vị đấy sẽ trở nên cao thượng, không ai đến thủ hiểm tranh chấp nữa. Như vậy, một cái người mà mình có thể từ bỏ được những cái tham dục, vợ con, nhà cửa, sắc tài, danh vọng, sự nghiệp ở thế gian, cũng giống như là một cái người từ bỏ cái dục này, từ bỏ cái cục đờm, từ bỏ cái phân thối, từ bỏ cái xác thối, vị đấy chỉ có trở nên cao thượng hơn, thù thám hơn, không thấp kém, không thua thiệt, không có vì thế mà mình trở nên yếu kém hơn, mà mình sẽ vì thế mà trở nên thanh tịnh hơn, cao thượng và thù thắng hơn. Do suy tư như vậy, do tác ý như vậy, thấy được sự bất lợi, thấy được sự nguy hiểm của ác dục như vậy, thì mình xa lánh dục, từ bỏ tham dục. Cũng vậy, một cái người mà mình chứa đầy những cái sân hận ở trong lòng, mình suy tư cũng là do cái sự suy tư tác ý bất chánh của mình mà nó khởi nên những cái tâm sân hận. Người đó làm hại tôi, đã làm hại tôi, đã làm hại tôi ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, do mình có cái sự tác ý như thế, rồi mình coi người ta là đối thủ, coi người ta là kẻ thù, khởi nên cái tâm oán hận giận hờn, rồi là khởi nên cái sự chống đối, rồi là khởi nên đấu tranh, tàn sát lẫn nhau, oán ghét lẫn nhau, chỉ trích nói xấu lẫn nhau, hay là tìm mọi cách này cách khác để gây cái sự nguy hại cho nhau. Đấy là có cái tâm sân hận như thế, muốn từ bỏ nó, thì mình cần phải có cái sự tác ý chân chánh, phải có cái sự suy xét đến cái sự nguy hiểm, đến cái sự bất lợi của cái tâm sân này. Sân hận này nó cũng là cái lửa, nó thiêu đốt mình, nó cũng là thuốc độc, nếu như là mình ngậm thuốc độc ở trong mồm, nó ngấm vào thì mình sẽ chết. Cũng như vậy, mình cứ để sân hận nó âm ỉ ở trong tâm, thì đến một lúc nào đó nó sẽ bốc cháy, nên là mình tự mình thiêu đốt mình, tự mình làm đầu độc mình. Vì vậy cho nên mình phải coi cái sân hận này là thuốc độc, coi cái sân hận này là lửa bỏng, coi cái sân hận này là ung nhọt, coi cái sân hận này là những cái nguy hiểm, cần phải dứt bỏ, cần phải vứt bỏ nó, thì mình mới được an ổn, mới được an vui, mới hạnh phúc. Tác ý như vậy thì mình cảm thấy sợ hãi đối với chính cái tâm sân của mình. Cái người ác không đáng sợ, cái người khác người ta có ý hại mình chăng nữa, người ta cũng không đáng sợ, nhưng cái tâm sân hận của mình mới đáng sợ. Vậy nên là mỗi khi mình khởi lên một cái tâm sân hận thì mình phải thấy được cái sự nguy hại của nó để mà dứt trừ. Hoặc là mình có thể quan sát bằng cái cách là coi tất cả mọi người cùng là bà con quyến thuộc, trong nhiều đời, nhiều kiếp luân hồi sinh tử, không có ai là kẻ thù, mà ai cũng là những người thân thương hết. Nhìn vào những cái việc tốt của những người khác người ta đã làm, và đừng có quan tâm đến những cái việc bất thiện mà người ta đã làm. Hãy nghĩ đến những cái điều tốt đẹp, những điều thiện mà người khác đã làm. Ghi nhớ những cái điều tốt lành đó, thì mình sẽ không oán ghét, không giận hờn, không sân hận với ai. Thì mình phải dứt bỏ được cái tâm sân hận, cũng là do tác ý, do suy xét mà nó thành tựu. Vậy thì một cái người mà muốn thực hành thiền, mình muốn dứt được cái dục tham, cái sân hận, hôn trầm thụy miên, trạng hối hoài nghi, thì mình cũng đều có những cái cách tác ý đến những cái bất lợi của nó, và mình sẽ suy xét đến những cái lợi ích của những cái sự dứt bỏ được nó, thì làm cho tâm mình thanh tịnh hơn. Ví dụ như là một cái người khi tu tập, mình tác ý như vậy để mình dứt bỏ đi tham, sân, hôn trầm thị miên, trạng hối, hoài nghi,
tức là dứt bỏ đi được năm triền cái, mình sẽ thành tựu được năm thiền chi. Tầm tứ hỷ nạc nhất tâm. Nếu như mà trong cái lúc mình ngồi thiền, mình muốn chứng đắc được những cái pháp thiền là những cái pháp thượng nhân, thì mình cần phải dứt như thế. Cũng như thế, không phải là ai cũng tự nhiên khởi lên cái tâm hành thiền, hay là không phải là ai cũng có một cái tâm hành thiền một cách chân chánh. Thì có những cái người ta sẽ nghĩ rằng là đi ngồi thiền mất rất là nhiều thời gian, bỏ bê hết cả công việc, bỏ bê hết cả nhà cửa, bổn phận, trách nhiệm với mọi người xung quanh. Vậy thì đi hành thiền nó phải được cái lợi lạc gì, được lợi ích gì? Vậy thì cái người mà mình muốn tu tập thì mình cũng phải tác ý đến cái lợi ích của cái pháp tu tập này, cái pháp tu tập, những cái pháp thượng nhân này. Thì cái người đấy cần phải có cái sự tác ý về cái sự lợi ích. Cái con đường tu tập này là cái con đường bát chánh đạo, đi đến niết bàn, đi đến giải thoát khổ đau sinh tử. Vì đó khởi nên cái tâm nhàm chán đối với luân hồi sinh tử. Sinh tử đã kéo dài từ vô lượng kiếp rồi. Nếu như mà bây giờ gom nước ở trong bốn biển nặng, nước biển khắp trên thế gian mà gom nặng, thì cái nước biển đấy, nước trong bốn biển đấy cũng còn ít hơn là nước mắt của mình đã từng tuôn chảy khi mình bị đánh đập, khi mà mình bị mất mát những người thân thương, khi mình bị đau khổ bất hạnh, mình đã từng than khóc ở trong luân hồi, mình đã đau khổ rất là nhiều rồi, mình đã than khóc rất nhiều rồi, nước mắt mình đã rơi xuống thế gian này còn nhiều hơn nước ở bốn biển rồi. Cũng như vậy, những lần mình sinh làm người, những khi mình phải ra chiến trường đánh trận, những khi mình sinh làm trâu bò, mình đã từng húc nhau với những con trâu bò khác, heo dê lợn gà, mình đã từng bị thọc tiết đâm cổ, bị giết mổ nhiều lần, và cái máu của mình chảy xuống cũng còn nhiều hơn máu ở trong bốn bể, xương của mình chất chồng lên còn cao hơn núi Tu Di. Thì ở trong luân hồi quá lâu, quá nhiều, quá dài, quá đau khổ rồi. Bây giờ có cái con đường thoát khổ, đó là cái con đường tu tập về làm cho cái nội tâm của mình được thanh tịnh, làm cho cái chi kiến của mình nó được phát sáng lên, nó giác ngộ, thức tỉnh ra. Thì đó là cái con đường, đó là cái lợi ích, đó là cái phận sự, đó là cái nhiệm vụ mình cần phải làm. Thì do có cái sự tác ý, có cái sự quan sát, thấy cái sự nguy hiểm của cái sự không tu tập và thấy cái lợi ích của cái sự có tu tập, thì lúc đấy mình mới thật sự là nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm mà thực hành, không để ruôi, không có phóng dật, mà khởi lên cái tâm chân chánh quan sát như vậy, thì nó sẽ làm cái động lực mình thực hành mà không có giải đãi, không có từ bỏ khi mà mình chưa đạt được cái mục đích cuối cùng. Thì cũng do mình có cái quan sát như vậy mà mình thực hành. Do trong cái khi thực hành mình biết cách quan sát để đối trị lại với những cái tâm bất thiện. Rồi mỗi một lúc cái tâm bất thiện ấy nó càng yếu đi, những cái tâm thiện nó sẽ trở nên mạnh hơn. Lúc đấy mình cứ từ từ loại bỏ những cái bất lợi thô cho đến những cái bất lợi vi tế. Ví dụ như là khi mình từ bỏ được năm triền cái, mình thành tựu được năm thiền chi, tầm tứ hỷ nạc nhất tâm, chứng được sơ thiền, đó là mình ni dục. Khi nào mình hoàn toàn ni dục, không còn tham dục đối với năm giác quan ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc nữa, thì lúc đấy mình mới đạt được cái sự ni dục, ni ác bất thiện pháp, ngay cả những cái tâm bất thiện khác cũng không khởi lên. Chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ nạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Vậy thì khi nào mà mình buông bỏ được những cái tâm bất thiện thô đấy, mình mới thành tựu được những cái tâm thiện cao thượng. Thì lúc này mình thành tựu được một cái tâm cao thượng, đó là sơ thiền, được gọi là sơ thiền sắc giới, do cái sự chánh niệm tỉnh giác chú tâm trên cái đề mục thiền. Thì lúc đấy mình đã thành tựu được một cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng rồi, rất là cao thượng, một cái tâm dục giới đã dừng lại, thành tựu được một cái tâm thuộc nội tâm sắc giới rồi. Nhưng mà lúc này mình vẫn chưa vì thế mà đã hoan hỷ tự mãn,
mà vẫn còn phải tiến lên nữa, vẫn cần phải từ bỏ những cái cần từ bỏ. Ngay khi mà mình đã đạt được những cái tâm thiền cao thượng rồi, mình vẫn còn tìm ra được những cái thô thiển ở trong đấy, những cái bất nợ ở trong đấy. Vì lúc đấy, ví dụ như vị đó muốn lên nhị thiền, vị đó lại phải suy xét ở cái sơ thiền này nó có cái gì bất nợ. Đó là nó có những cái trạng thái thiền chi, tầm và tứ, là hai cái tâm nó thô, nó dao động, nó làm cho tâm không được định tĩnh. Cho nên vị ấy tác ý đến cái bất nợ của cái thiền chi tầm tứ, nghĩ rằng nó là thô thiển, làm cho tâm dao động, thì đó ước muốn nên một cái trạng thái tầng thiền cao hơn, đó là nhị thiền. Nên vị ấy mới diệt tầm tứ, chứng bà an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vậy khi mà vị đó thành tựu được nhị thiền thuần tục rồi, với các cái pháp cần phải thực hành thuần thục, vị ấy muốn nên những cái pháp thiền cao hơn nữa, thì vị ấy lại phải quán đến những cái bất nợ của cái sơ thiền, của nhị thiền. Đó là thiền chi hỷ, nó dao động, nó thô thiển, nó làm cho tâm không được an tịnh. Vị ấy lại ni hỷ chú xả, vị ấy mới chứng và chú tam thiền, một dạng thái hỷ nạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm nạc chú, chứng và an chú thiền thứ ba. Khi mà chứng chú thiền thứ ba rồi, vị ấy muốn lên thiền cao hơn nữa là thiền thứ tư, thì vị ấy lại phải quán đến cái bất nợ của cái thiền chi nạc, đó là xả nạc xả khổ diệt thì yêu đã cảm thọ trước, chứng và an chú tứ thiền, không nạc không khổ, xả niệm thanh tịnh. Thế thì càng muốn tiến lên cái mức cao hơn, càng phải từ bỏ đi những cái mà thấp kém. Cũng như vậy, muốn tiến cao hơn nữa, ví dụ như là vào các tầng thiền vô sắc giới, thì vị ấy lại phải thấy được những cái bất nợ của cái sắc giới này. Vị ấy phải quán rằng là có cái sắc thân này, có rất nhiều nỗi nguy hại, nguy hiểm, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, tai nạn, đói khát, nóng lạnh, phải đi kiếm thức ăn, phải đi kiếm y phục để mặc. Rồi là trong cái thân này rất là hôi thối, bẩn thỉu, bệnh tật, ổ của những côn trùng, sâu bọ. Vị ấy nhàm chán đối với này cái sắc thân, vị ấy khởi nên ước muốn đạt một cái trạng thái không có sắc thân. Vị ấy mở rộng tâm đến vô tận vô biên, tác ý không vô biên xứ. Rồi vị ấy chứng đắc được cái tầng thiền sắc giới là không vô biên xứ. Cũng như vậy, vị ấy cứ như thế lần lượt tiến lên thức vô biên xứ. Khi vị ấy tác ý đến cái bất nợ của không vô biên xứ, vị ấy tiến lên đến vô sở hữu xứ. Khi tác ý đến cái bất nợ của thức vô biên xứ, vị ấy chứng nên phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi tác ý đến cái bất nợ của không vô biên xứ, đấy là mình càng muốn tiến lên những cái cao hơn, những cái thù thắng hơn, thì cần phải từ bỏ những cái thấp kém hơn. Để trong cái đời sống này có rất nhiều những cái thấp kém mình nên từ bỏ, còn rất nhiều những cái cao thượng hơn, còn rất nhiều những cái bậc cao hơn mình nên bước lên. Nên nếu như mà khi mà bước lên ấy, thì mình cứ nhìn lên chứ đừng có nhìn xuống. Như vậy khi mà mình muốn leo lên những cái bậc tầng đầu ấy, những cái bậc thang cao ấy, mình cứ nhìn lên biết còn nhiều bậc nữa cần phải đi, cần phải tiến lên. Mình nhìn xuống rồi mình lại nuối tiếc mà ôi ta từ bỏ cái kia đẹp quá, khả ái quá, rồi mình lại rơi xuống. Vậy cho nên là mình từ bỏ rồi thì mình coi như là mình đã nhổ ra một cái cục đờm ấy, mình phải nhàm chán nó, đừng có quay lại ăn lại nó nữa. Cũng như vậy, mình đã từ bỏ những cái ô uế bất thiện rồi thì mình cần phải nhàm chán nó, đừng có quay lại tiếp tục hưởng thụ nó nữa. Như vậy nên là mình đã từ bỏ được những cái pháp cấu uế ở thô thiển như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu rồi, thì mình cần phải thấy nó là ô uế, là kinh tởm, là đáng xa, nhàm chán và xa lánh, thì đừng có quay lại để mà ngậm lại nó nữa khi mình đã nhổ cái miếng bọt ra khỏi miệng rồi. Cũng như vậy, nếu như mà mình khởi lên cái ý định xuất gia, từ bỏ gia đình, từ bỏ vợ con, nhà cửa, sự nghiệp, tài sản rồi, thì mình cũng phải coi nó là cục đờm, là ô uế, là bất tịnh, như người đã nhổ ra khỏi miệng rồi, mình không còn lưu luyến, không luyến tiếc nó nữa. Mình cảm thấy nhàm chán, ghê sợ nó. Cũng giống như một người ở trong một cái hố phân, trong đấy lâu năm quá, mình quen với cái mùi hôi thối đấy rồi. Đến một ngày nào đó, có những cái bậc có trí nói rằng, này được, này cái người kia, đấy là hố phân, hãy tránh xa nó, hãy từ bỏ nó, hãy bước ra bên ngoài này, có nhiều cái tốt đẹp hơn, cao thượng hơn, thanh tịnh hơn, thù thắng hơn. Thì lúc đấy cái người nào có
trí tuệ thì người đấy nghe theo cái lời của bậc trí đó, bước chân ra và cái người đó đạt được sự thù thắng. Người đó khi mà nếm được cái mùi vị của cái sự thanh tịnh thù thắng rồi, vì đó sợ hãi, nhàm chán, kinh tởm. Thế mà ta từ lâu đến giờ cứ dầm ở trong cái hố phân hoài, cứ tưởng đấy là nhà, tưởng đấy là thức ăn, tưởng đấy là những cái khả ái yêu dấu, tranh chấp, đánh lộn nhau ở trong đấy để giành giật những cái hôi thối. Bây giờ mình tỉnh ngộ ra, mình nhận thức ra, mình lại thấy thương cho những người còn nặng ngụp ở trong đấy, lôi kéo những người đó ra. Còn những cái người ngu si thì không từ bỏ, bảo không, tôi không từ bỏ được cái chỗ này. Đây là những cái khả ái yêu quý, là cái nơi tốt đẹp, là cái nơi tôi cần phải gìn giữ, tôi không thể từ bỏ được, tôi không có thể xa lánh được, tôi phải ở đây để giữ gìn nó. Cũng vậy, đối với lại những cái dục lạc ở thế gian, đối lại những cái mà mình đang nắm giữ ở thế gian, nó cũng cấu uế, ô nhiễm, nguy hiểm mà mình không biết, cho nên cứ nắm giữ hoài. Nếu như mà từ bỏ được thì mình sẽ còn có bước lên được những cái mức cao thượng hơn, thù thắng hơn. Vì vậy cái người nào hiểu, cái người nào có trí tuệ, thấy người khác từ bỏ được những cái cấu uế mà mình không từ bỏ được thì họ rất là trân trọng, họ rất là cung kính những cái người đã từ bỏ được. Còn cái người nào ngu si, người ta thấy cái người kia từ bỏ thì người ta lại cảm thấy người đấy là dại dột, là khờ dại, là ngu dốt, nghĩ rằng mình đang hưởng thụ những cái dục lạc thế này mới là hạnh phúc. Còn cái người kia từ bỏ dục lạc, sống thật là khô khan, sống thật là thiếu thốn, sống thật là không có, không được hưởng thụ, và người ta lại coi thường. Đấy là ở đời nó có những cái hạng người khác nhau như vậy. Nhưng mà cái người từ bỏ được càng nhiều thì càng có cái sự hạnh phúc hơn, càng có cái sự thù thắng hơn, càng tiến hóa lên những cái mức độ cao thượng hơn. Chính vì vậy cho nên là khi chết rồi ở cái cõi, người này sẽ tái sinh về khắp các cái cõi khác nhau. Có người thì đọa xuống địa ngục, có người làm súc sinh, có người làm ngã quỷ, có người thì làm Atuna, có người sinh lại làm người, có người sinh làm chư thiên, có cái người thì sinh làm phạm thiên, có cái người sinh làm ở cõi dục giới, có người sinh về sắc giới, có người sinh về vô sắc giới, cũng có người chứng ngộ niết bàn, chấm dứt luân hồi khổ đau sinh tử, không còn tham ái, không còn tái sinh nơi nào nữa. Vì cái sự từ bỏ của mỗi người nó có cái sự khác nhau. Vậy thì cái con đường tu tập là cái con đường để mình nhận thức ra những cái nguy hiểm, những cái mà mình đã nắm giữ, những cái mà mình đã chấp thủ, những cái mình đã chấp trước từ ngàn xưa đến nay. Đó chính là cái thân năm uẩn này. Mình cần phải tu tập để mà đắc thiền định cho nó có trí tuệ, để mà cái tâm định tĩnh để mà phát triển về trí tuệ, để mà quán sát, để mà thấy được rằng từ ngàn xưa đến nay mình vô minh, mình cho cái thân sắc thọ tưởng hành thức này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đến khi mình tu tập, mình có trí tuệ rồi, mình mới thấy cái thân năm uẩn này nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Mình mới từ bỏ được cái vô minh, nhờ có trí tuệ mình mới từ bỏ đi cái tham ái, mới từ bỏ đi cái chấp thủ, và mới có thể thành tựu được cái chánh trí mà chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái sự tu tập để mình dứt bỏ như vậy. Những cái mà dứt bỏ từ thấp đến cao, nhưng mà đến cái cuối cùng mà mình cần phải dứt bỏ, nỗ lực dứt bỏ trong rất là cái khó dứt bỏ nhất, đó chính là cái vô minh, cái tham ái và cái chấp thủ của con người đối với lại cái thân năm uẩn này. Vậy nên là trong cái quá trình tu tập đấy, vì đó phải dùng cái tâm định tĩnh để quan sát được những cái pháp chân đế, thấy được cái sắc chân đế, thấy được cái danh chân đế, thấy được cái sắc thọ tưởng hành thức này mà xưa nay mình đã ảo tưởng, cho rằng cái sắc thân tứ đại này là ta, là của ta, tự ngã của ta, mà thực chất nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn biến diệt, nó luôn luôn hoại diệt. Mình thấy được cái sự hoại diệt thì mới hiểu ra được cái sự vô thường, cái khổ, cái vô ngã, cái rỗng không, cái giả tạm, cái không có tự ngã ở trong đó. Cũng như vậy, đối với cái thọ tưởng hành thức cũng thế, mình mới thấy được cái tính sinh diệt của nó, thấy được cái vô thường, khổ và vô ngã của nó, thì mình mới diệt trừ được những cái tà kiến về thường lạc ngã tịnh, mình mới thể nhập được với chánh trí. Thì lúc đấy mình cái mà mình từ bỏ, đến cái sự từ bỏ tối thượng nhất, đến cái sự từ bỏ tột cùng nhất, đó chính là từ bỏ được cái tham ái đối với lại cái thân năm uẩn,
cái chấp thủ đối với cái thân ham muốn này, do mình có được cái trí tuệ cao thượng. Vậy thì cái người mà càng có trí tuệ thì cái người đó sẽ càng có cái sự từ bỏ nhiều hơn, từ bỏ ở những cái thô, rồi tiến đến từ bỏ đến những cái vi tế, và cuối cùng từ bỏ được tất cả những cái cấu uế, những cái phiền não nó ngủ ngầm ở trong tâm, đến cái sự từ bỏ, đến cái sự cuối cùng sẽ không còn sở hữu một cái gì cả, không còn tham ái một cái gì cả, không còn chấp trước một cái gì cả, giống như Đức Phật ấy, thành tựu một vị Phật là làm sao? Đó là Ngài không còn tham ái, không còn vô minh, không còn tham ái, không còn chấp thủ một cái gì cả. Ngài chỉ còn lại cái chánh trí, chỉ còn lại cái trí tuệ, chỉ còn lại cái tâm tự tại vô ngại, không còn một chút phiền não vô minh ảo tưởng nào. Đến những rồi Ngài dạy những cái pháp thượng nhân, những cái pháp cho người khác tu tập, cũng đạt đến cái sự từ bỏ từ thấp đến cao, cũng cuối cùng cũng đạt đến cái sự tự tại, không còn tham ái chấp thủ, không còn ảo tưởng vô minh đối với bất cứ một cái gì. Chỉ đến cái lúc đấy thì cái vị đó mới thoát ra được khỏi cái vòng, cái bánh xe luân hồi, cái mắt xích trói buộc của cái vòng tái sinh này. Trong tam giới sẽ không còn ràng buộc trói buộc được mình nữa. Cái vị đấy từ bỏ cả những cái dục lạc ở cái cõi nhân gian thiên giới, từ bỏ được cả những cái dục lạc ở cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới. Cho nên là Đức Phật từng nói rằng khi mà ta đi khắp trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và ta cảm thấy nó nhàm chán, nhàm chán đối với tất cả các cõi sống. Nhưng mà cái người thế gian thì người ta tham đắm rất là nặng, rất là sâu nặng. Ở cái cõi dục giới người ta tham đắm với cõi dục giới, ở cái cõi sắc giới người ta cũng tham ái chấp thủ vào cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới người ta tham ái chấp thủ vào cõi vô sắc giới. Vì vậy khi nào mình còn một chút mong cầu, một chút mong muốn hưởng thụ những cái dục lạc, thì lúc đấy là mình còn cấu uế, cũng giống như là một chút máu nó cũng hôi tanh, một chút mủ nó cũng hôi tanh, một chút nước tiểu nó cũng hôi tanh. Cũng như vậy, mình còn một chút mong cầu hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian thì mình còn cấu uế, còn ô nhiễm, còn phiền não, còn sanh tử. Chừng nào mình hoàn toàn tự tại, chừng nào hoàn toàn nhàm chán, không còn ưa thích hưởng thụ một cái dục lạc gì ở trong tam giới nữa, thì lúc đấy mới thật sự là tự do, mới thật sự là giải thoát. Thì đấy là cái con đường tu tập, nội trình tu tập, quá trình tu tập là cái sự, là cái quá trình từ bỏ, từ bỏ từ cái thô thiển nhất đến những cái vi tế nhất, từ những cái dễ nhất đến cái khó nhất. Khi nào từ bỏ được hết là giải thoát, là chấm dứt khỏi những trói buộc. Đấy là cái của quá trình tu tập từ bỏ, là nội dung của cái bài pháp là tu tập từ bỏ. Bây giờ có ai có câu hỏi gì thì sư sẽ trả lời. Cái mic trên này. Từ bỏ là khác khá đấy, thì con cũng xin con có một cổ sư về là mai về bên sư trước hai năm, con thấy bên là mai thì cũng rất nhiều các bà cha và là khác trường. Thực ra thì những cái tất cả những cái điệu ca múa hát thì nếu mà đúng cái giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật không đồng tình, không cho phép đàn ca múa hát cái gì. Nhưng mà sau này thì trong cái quá trình mà Phật giáo phát triển đi khắp nơi truyền bá, rồi là mỗi một cái vị thầy lại khởi xướng nên những cái pháp môn tu tập mới để cuốn hút nhiều người ấy. Ví dụ như là ở làng Mai thì muốn cuốn hút nhiều người phương Tây, nhiều người lớp trẻ, cần lại áp dụng những cái pháp thế gian để độ người thế gian ấy. Giống như là người
giống như là dùng cái mồi để dụ dụ người ta vào đạo. Tức là trong cái pháp mà của bên Phật giáo phát triển là hay dùng cái pháp gọi là phương tiện để mà dụ người khác vào trong đạo, giống như là mấy cái mồi ngũ dục ấy để câu những cái con cá nó còn tham dục ấy, để bắt nó lên bờ để bắt đầu mê. Lúc đấy ban đầu mới chữa bệnh cho nó. Nhưng mà thực ra thì những cái pháp đấy, nếu như mà một cái người thật sự là muốn tu tập để mà đi đến để mà đắc được những cái pháp như là thiền chỉ, thiền quán thì phải tránh xa cái đàn ca múa hát đấy. Dù là cái người đó tụng kinh cũng không cần phải ngân nga luyện giọng cho hay, mà tụng kinh chỉ là đọc lại cái lời của Đức Phật. Cũng như vậy nên là nhiều người thì ví đang nói rằng những cái hát ca đấy chỉ là nói nên những cái lời trong, tức là những cái hát ca nhưng mà toàn là ca về những cái ca khúc về Phật pháp ấy. Tức là chuyển những cái lời của Đức Phật thành những cái điệu ca để hát nghe cho nó hay. Thì nó cũng có một cái mặt là trong cái lúc hát ấy, người ta cũng hướng về cái giáo pháp. Cho nên là so với những cái bài hát ở đời thì nó cũng bớt cái bất thiện thì nó ít hơn. Nó ít hơn thôi. Nhưng mà cái tâm phóng dật thì nó vẫn có. Dù sao thì nhảy lên ca hát, đàn ca múa hát thì tâm nó cũng tưng bừng rộn ràng, nhảy nhót phóng dật. Người đấy không đắc định được. Và nếu như vì đó có đắc định mà còn nhảy ra múa hát như vậy thì nó cũng tan hết, nó cũng mất hết cả định tĩnh chứ. Nếu như mà là thời Đức Phật thì Đức Phật không cho phép, nhưng mà thời sau này mỗi vị thầy giảng dạy một cái cách khác nhau theo tư tưởng của vị đấy. Nếu như mình y theo lời của Đức Phật ấy, thì mình phải đối chiếu lại trong kinh, mình chỉ cái gì mà nó phù hợp với kinh, với pháp, với kinh luật luận, đúng cái gốc lời Phật dạy, mình thực hành theo đúng lời Phật thì mình sẽ đạt được những điều như Đức Phật dạy. Còn mình theo một cái vị thầy nào đấy, vị ấy mở ra một tư tưởng mới thì mình chỉ đạt được những cái mà vị ấy mở ra thôi. Cái con đường, tức là cái con đường của Đức Phật như thế này, nhưng mà thấy có nhiều người thấy nó cao quá không theo được thì lại làm thêm một cái con đường khác để cho nó dễ đi. Thì mình đi trên con đường của Phật thì nó khác, mà đi đến con đường của các cái vị về sau này sáng tạo ra thì mình sẽ đi đến cái đích nó khác. Đấy, thì nó là thế thôi, còn mình không nên nói tốt nói xấu ai cả. Ngoài cái việc mà mình có cái suy xét khi các chuyển giải này, những cái lớp đó thì chuyển giải nó sẽ khi mà thế thì con cũng có hỏi thêm là sư cô thì chỉ dẫn thêm những cái tác ý hoặc những cái câu nói để mình có thể áp dụng khi mà mình sẽ có rất là nhiều cái cách để mình có thể đối trị được với năm triền cái đấy. Muốn đối trị năm triền cái, thứ nhất là mình phải phòng hộ các căn. Ví dụ như là nếu như mình không phòng hộ các căn, mình cứ hay đi xem múa hát phim truyện này, là hay đi tiếp xúc với những cái cảnh ở bên ngoài ấy, thì khi mình ngồi thiền là triền cái nó sinh khởi. Thứ nhất vậy là phòng hộ các căn, thứ hai là có cái sự tránh né đối với lại những cái gì cần tránh né. Ví dụ như là mình biết là gặp những cái người này, người ta toàn nói những cái chuyện khiêu khích về sân hận thì mình tránh, mình không đến những cái nơi đó. Hay là những cái người này, người ta toàn nói những cái chuyện mà tăng trưởng thêm cái tham dục sân hận ấy. Đấy là có những khi mình cần phải tránh né, mình phải biết cách tránh những cái nơi nào cần tránh. Đấy, thứ ba nữa là mình cần phải, có những khi mình cần phải kham nhẫn để mình vượt qua những lúc mình ngồi đấy mà triền cái nó đến, mà mình cái chánh niệm mình yếu quá thì mình phải kham nhẫn, rồi là từ từ mình cứ chú tâm vào một cái đối tượng thì khi chánh niệm nó mạnh lên rồi nó sẽ diệt trừ cái triền cái đấy dần dần. Có thể là mình dùng bằng chính cái trí tuệ mình quan sát, dùng trí tuệ quan sát mình quán ngược lại. Ví dụ như là dục tham nó khởi lên do mình tác ý đến tịnh tướng, mình quán lại bằng các mình tác ý đến bất tịnh tướng. Cái gì nó làm cho mình tham, mình quán nó là bẩn thỉu, ô nhiễm, hôi là nó sẽ hết ngay. Cái gì nó làm cho mình sân hận là do mình ghét nó, bây giờ mình lại khởi lên cái yêu quý nó là nó sẽ hết ngay. Ví dụ như là mình sân hận là do mình ghét người nào đấy, bây giờ mình hãy nhìn lại cái việc tốt mà người đó đã làm, mình lại yêu quý người đó.
thế là hết sân hận đi. Đấy là đối trị trực tiếp nhất. Còn cũng có thể là mình dùng những cái lời sách tấn khích đấy. Ví dụ như là tác ý là tham dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn, cho nên là cần phải tránh nó. Sân hận này thì nó sẽ đem lại cái sự nguy hại, cái sự nguy hiểm, khổ đau cho mình ở hiện tại và tương lai, nên cần từ bỏ nó. Và hôn trầm thụy miên trạo hối, tất cả những cái đấy cũng như thế, mình có cái sự khích lệ mình thì dần dần nó cũng tránh đi được. Coi như là mình học những cái pháp của Đức Phật thì tất cả những cái pháp của Đức Phật thì có nhiều bài pháp khác nhau nhưng đều có mục đích, đó là đối trị với những phiền não đấy mà. Cho nên là có cái kiến thức nào thì mình cứ vận dụng vào mà thực hành. Nên là những người nào mà học có nhiều kiến thức thì người đấy sẽ có nhiều cái phương tiện để đối trị với những phiền não. Cả mình học và thực hành đều đối trị được hết. Có ai hỏi nữa không? Cái người mà mình còn làm những cái việc bất thiện ấy, như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, có đi hành thiền mà mình chưa từ bỏ nó, chưa dứt bỏ nó, mà có đi hành thiền không bao giờ mình đắc định được. Khi ngồi những cái tâm bất thiện đấy nó khởi lên, thì khi mình làm những cái việc đấy nó khởi lên tâm bất thiện, khi mình đi sát sinh nó khởi lên tâm bất thiện, cố ý sát sinh là mình đang cố, là cái tâm não hại chúng sinh nó rất là mạnh, mình ngồi đấy mà dục tầm, sân tầm, hại tầm nó khởi lên. Nó không thể bao giờ thành tựu được cái những cái chánh niệm tỉnh giác đâu. Nó gián đoạn liên tục, mình còn đi ăn trộm cắp, còn tà dâm, nói dối, uống rượu gì. Nó những cái mình có ngồi những cái tâm bất thiện đấy nó chạm, nó khởi lên mạnh mẽ. Và đấy là những cái tâm bất thiện nó rất là thô. Mình phải dứt bỏ được những cái hành động đấy thì những cái tâm bất thiện đấy nó cũng mất đi. Và lúc đấy cái tâm bất thiện nó còn nhưng mà nó ở cái mức vi tế hơn thì ngồi thiền mình mới diệt được nó. Còn mình còn những cái hành động bất thiện thô thì còn những cái tâm bất thiện thô, cho nên không thành tựu được, không định tĩnh được ấy. Vậy nên là phải hành giữ giới, sau đó mới hành được thiền định, giới sinh định, định sinh tuệ. Có định thì mới phát triển được cái trí tuệ quán, còn chưa có định thì cũng quán không quán được. Đấy là giới định tuệ. Mà cũng còn rất là nhiều tâm bất thiện, hoặc là các cái ví dụ mà các khu sức khỏe chẳng hạn, chúng ta được định rất là khó trên như thế. Cái lúc mà ông ấy tu tập định ấy thì ông ấy có giới, nhưng mà khi mà ông khởi lên cái tâm bất thiện ấy thì nó mất luôn định mà mất hết thần thông luôn. Cái lúc mà ông khởi lên cái tâm phá hòa hợp tăng với lại làm thân Phật chảy máu nào, ông mất hết luôn, không còn định mà mất hết cả định cả thần thông. Thì kể cả một cái người tu tập, lúc mình tu tập mình có giới, khi mà mình có định rồi hay là mình dù mình đã có đến thần thông rồi chăng nữa nhưng mà mình lại phạm giới thì cái định này nó lại tiêu đi. Cái thiền định nó khác, còn khi mà mình chứng đắc được đạo quả thì nó lại khác, thì nó mới không mất. Và khi chứng đắc đạo quả là nó cắt đứt những tâm bất thiện, nó cắt đứt tâm bất thiện thì không bao giờ mình làm những việc bất thiện nữa. Dạ, con xin hướng đọc câu hỏi của thầy sư ạ. Con có nghe bài kinh Đức Phật có nhắc đến bốn hạng người, là một trong bốn hạng người đó là tâm tại gia, tâm xuất gia, tâm sau quả thực hành trở về cuộc sống với cuộc quay cơm áo gạo tiền. Con nên làm gì và người quá hành thiện như thế nào để con cân bằng giữa cuộc sống thế gian và đời sống tâm linh ạ? Nếu mà cũng có những người sống ở tại gia mà giữ được tâm xuất gia thì đó là về mình giữ được tám giới, giữ được những cái bát quan trai giới.
Thì những cái ngày mà mình thọ trì bát quan trai giới thì mình sẽ có được cái tâm của người xuất gia. Bát quan trai giới mình giữ giống như chùa này. Thì những ngày đối với khi mình về tại gia thì mình không bắt buộc là phải giữ tất cả các ngày. Mình có thể chọn những cái ngày trai giới như là 1 tháng 4 ngày hay là nhiều hơn nữa, tự mình có thể quyết định giữ trai giới bao nhiêu ngày. Thì những cái ngày giữ trai giới đấy kết hợp với hành thiền là mình đã giống như là người tại gia mà có cái tâm xuất gia. Còn cái việc hành thiền thì nó cả những cái ngày mình không thọ bát quan trai giới mình vẫn hành thiền một chút vào cái giờ nào rảnh rỗi, bất cứ giờ nào cũng được, nhưng mình có một cái không gian riêng. Nếu mà muốn về tại gia mà muốn tu tập được ấy, thì mình phải nhập một cái ban thờ Phật, có một cái phòng thờ Phật, và mình cũng có thể lấy đấy làm phòng tu tập luôn. Mình cũng nên học những cái cách tụng kinh ở chùa, mình về nhà mình cũng sẽ tụng trì, tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, nghe pháp và đọc nghe kinh điển nhiều, tận dụng những cái thời gian để nghe đấy. Còn về cuộc sống tại gia thì mình phải biết chọn những cái nghề nghiệp chân chánh, tránh những cái nghề nghiệp bất thiện để sống chánh mạng, không sống tà mạng. Và mình giữ 5 giới phải giữ tuyệt đối. Dù mình có nghèo khó một chút mà giữ được 5 giới thì mình sẽ có được cái hạnh phúc, an vui ở tương lai. Còn nếu như mà mình tham cái nợ trước mắt mà mình phạm vào 5 giới thì đó là mình sẽ có cái nợ trước mà sẽ rước cái họa vào về sau. Nên là ít nhất là giữ được 5 giới là phải giữ suốt đời. 8 giới thì có thể chọn lựa và giữ tạm thời. Và thực hành pháp theo như là cái thời gian mà mình có bao nhiêu mình thực hành bấy nhiêu, bằng cái hành thiền, học kinh và nghe giáo pháp đấy. Câu hỏi hai ạ. Con có đọc một số kinh trong chương Ngạn Thủy Sự. Con cũng là con hơi Ngạn Thủy Sự có một số thành công sẽ tác động đến đời sống không có người được và khiến cho một số việc của người đó rất nhiều ý. Như vậy với cô bạn, con xin hành kính chuyên sư. Ở cái ngã quỷ thì có rất nhiều hạng ngã quỷ. Thì có những hạng ngã quỷ thì người ta rất là thấp kém, đói khát xấu xí. Nhưng mà cũng có một số hạng ngã quỷ người ta có thần thông, người ta có thể bay được. Và người ta có những cái uy lực gần như một vị chư thiên, chư thần ấy. Có những ngã quỷ thì người ta có ban nửa ngày thì người ta cũng giống như một vị chư thiên ấy. Người ta hưởng những cái lạc thú sung sướng, nửa ngày thì người ta lại bị hành hạ đọa vào cái khổ đau. Cho nên là cái cõi ngã quỷ rất là đa dạng, không thể nào hiểu hết được, không biết hết được. Nhưng mà có những cái ngã quỷ có năng lực đó, chứ không phải không có. Còn ai hỏi gì nữa? Thưa sư, xin hỏi là với những người mà bảo là nếu như mà ai từ bỏ xuất gia thế thì ai đã ra phương để sản để cô đã thì nên trả lời như thế nào? Thì để mà khởi nên cái tâm xuất gia ấy, nó cũng là do mình tạo những cái ba la mật từ nhiều đời nhiều kiếp ấy. Còn nếu như mà thực sự ra đến một lúc nào đó tất cả mọi người đi xuất gia hết thì chư thiên sẽ cúng dường vật thực cho mà ăn, nên là đừng lo. Ví dụ như là trong những cái thời quá khứ Bồ Tát lúc đấy là tiền thân Đức Phật ấy, có những lần mà ngài đang làm thái tử, làm vua rồi ngài bỏ đi tu, sau cái đó là tất cả các vị quần thần thấy ngài đi tu cũng đi xuất gia theo ấy. Đi vào rừng làm ẩn sĩ tu thiền định rồi đấy, để chứng được ngũ thông hiệp thế. Mà rồi là những cái thần dân trong quốc độ đi theo hết. Có những cái khi mà bỏ trống hết cả một kinh thành, hàng triệu người đều từ bỏ gia đình đi vào rừng làm ẩn sĩ tu tập hết, không còn ai ở trong cả một cái quốc độ đi tu hết sạch như vậy. Thế là đi vào trong rừng tu tập thì lúc đấy sẽ làm chấn động, rung động hết cả cái ngai của vua trời Đế Thích.
Thế là Thiên Chủ Đế Thích quan sát biết rằng là có một hội chúng rất đông đi xuất gia, cho nên là đã sai các cái vị thần đi xuống đấy xây dựng những cái cốc niêu, những cái ngôi nhà, những cái chú xứ xua đuổi hết tất cả những cái ác quỷ, những cái thú dữ, cho cái khu rừng đấy rất là thanh tịnh, biến ra rất là nhiều hoa trái cho những người đấy ăn và tu tập. Thì những người nào tu tập thiền định sau này sinh về cõi Phạm Thiên, những cái người nào hộ trì cho những người tu tập thì sau này sinh về cõi Chư Thiên. Cho nên là bây giờ mới đến tất cả những cái lá là những cái đừng lo là một vị ni và một vị chúng ta thì anh sẽ cho các thiên thần xuống tại là Phật An là ví dụ xưa sẽ không có đó mà là kể cả bây giờ chùa cũng có một trăm người đến nghìn người đến chúng ta vẫn có người cũng trả họ ăn và cũng sợ họ là tác động thì nó một phần nó cũng tức là cái này rất là khó có thể đối trị được, có những người đối trị rất là dễ dàng nhưng có người rất là khó đối trị. Như thời Đức Phật thì cũng có nhiều người đến thì khi đến gặp Đức Phật có thể là Đức Phật sẽ hóa giải được, nhưng mà những người có thần lực như Đức Phật thì rất là hiếm. Còn có những cái người người ta bị ví dụ như là có một cái bà mẹ mà có đứa con bị phi nhân tác động, như là bà khởi lên một cái lời nguyện chân thật rằng là vào những ngày trai giới con tôi thường giữ giới hạnh nhé, mong với sự thật này nó sẽ không bị những cái phi nhân này ám nữa. Thì bà cứ nói lên những cái lời chân thật như vậy rồi cuối cùng nó cũng hết. Có những cái người thì cần phải thọ trì và giữ giới hạnh nhé, cũng có khi phải tụng kinh. Còn trong có một số chú giải nữa, cũng có nhiều người nói là phải tụng những cái bài kinh Paritta. Thực ra những cái người cũng có một số người thì hết, có một số người không hết được, do cái nghiệp của người ta nữa. Đôi khi nó là cái nghiệp người ta oan trái nhau ấy. Giống như là bây giờ có hai cái người người ta xung đột với nhau ấy, người ta cứ đánh nhau ấy. Nhưng mà những người khác muốn đến can ngăn ra mà không phải là dễ mà can được. Ví dụ như giống như bây giờ có hai quốc gia người ta đánh nhau, người ta tàn sát nhau, những quốc gia khác muốn đến can thiệp giải hòa mà cái nghiệp người ta chưa hết không giải được. Cũng như vậy, đôi khi là có những cái phi nhân với những con người có những cái oan trái nhau thì nhiều kiếp, bây giờ người ta hành hạ nhau, mình có muốn đến giải hòa rất khó, đôi khi giải hòa được có khi không giải hòa được. Nên là nó đa số là do cái nghiệp. Người nào mà có công đức, có cái phước lành lớn, ít tạo oan trái thì người đấy sẽ được bình yên. Còn những người nào mà hay tạo oan trái như người đó sát sinh nhiều, có những cái có thể là kiếp trước vì đó sát sinh một cái con vật gì đó, bây giờ nó chết nó làm phi nhân thì nó oán lại. Có những kiểu là kiếp trước có những cái oan trái với nhau, từng hại nhau rồi xong rồi người ta hận thù, người ta tái sinh làm phi nhân rồi người ta muốn trả thù lại nữa. Nó sẽ rất là khó để hóa giải, không phải dễ mà hóa giải được. Nên là nó cũng là chúng sinh, như chỉ khác về thân thể thôi, nhưng mà nó cái tính tâm tính giống như con người và con người với nhau. Hai người này người ta oan trái nhau, nhờ đến người thứ ba can thiệp, có thể là người ta cái người người ta dễ dàng ấy thì người bảo khuyên thì người ta nghe, nhưng có người ta không nghe làm sao được. Nên là nó tốt nhất là mình sống nên đừng có oan trái, đừng có làm hại ai, đừng có sát sinh, đừng có gây hận thù với ai, mà có cái tâm từ bi bác ái nhiều, giữ giới và tu tập nhiều, và thì là bình yên nhất.
chướng ngại. Đôi khi có những người muốn tu tập nó luôn luôn gặp chướng ngại, luôn luôn gặp chướng ngại, vì ví dụ như là trong cái kiếp quá khứ mình hay chống đối người khác, ví dụ người khác người ta muốn tu tập mình cứ đến gây khó dễ. Ví dụ như là bây giờ có một cái ngôi chùa đấy có nhiều vị sư tu tập mà những người dân trong làng người ta không hiểu ấy, người ta cứ ra người ta gây khó dễ, người ta làm cho những người đấy tu không yên ổn, không an tâm, không yên tâm. Đấy là đã tạo ra một cái nghiệp. Vậy sau này người đấy muốn tu tập lại luôn luôn gặp chướng ngại như vậy, đến lúc cứ muốn tu tập lại gặp chướng này chướng khác, người này quấy rối người kia ngăn cản làm cho mình không khó tu tập. Nó cũng là nghiệp của mình nhá, nghiệp của mình, cho nên là mình phải có cái tâm ủng hộ, hộ trì cho người tu tập, thì sau này mình tạo ra được cái phước đó là mình muốn tu tập sẽ có người hộ trì mà không có người cản phá chống đối. Năm cái triển cái thì nó cũng là do những cái, nó cũng là do những cái tích lũy về những cái tâm đấy, nó tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là có những người rất nặng và có những người rất nhẹ. Những người nào mà cái triển cái nhẹ người ta tu nó thành tựu rất là nhanh, đắc định nhanh chóng. Có những người rất là nặng nhưng phải tu một thời gian rất là lâu dài, nó cũng giống như là hai cái áo mà cái áo nó nhơ ít mà cái áo nó nhơ nhiều. Cái áo mà nó hơi nhơ một chút mình hơi giặt một tí là nó trắng sạch. Còn những cái mà nó cấu uế quá nhiều thì mình phải giặt vò rũ rất là lâu thì nó mới trắng sáng là được. Với tâm mình cũng vậy, phiền não nó nhiều thì mình phải công phu rất là lâu, có thể là hết kiếp này đến kiếp sau. Nhưng mà có những người phiền não ít thì người ta ngồi núp đã đắc định rồi. Phước thì nó có cái phước thế gian và phước bước suốt thế gian. Mình muốn tăng cái phước thế gian thì mình có thể làm những việc như là bố thí cúng dường, là nó tăng cái phước thế gian một cách nhanh nhất, hoặc là mình giữ giới mà mình ước muốn về được hưởng phước thế gian. Ví dụ mình giữ 5 giới hay là 8 giới đấy, cái khuynh hướng của mình là muốn hưởng phước thế gian, sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp trí tuệ gì. Thì những cái mà công đức mình tạo ra nó tạo thành cái phước thế gian. Thì có 10 cách là tạo ra phước thế gian đấy: bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, rồi là hoặc là mình tu tập hành thiền, rồi mình biết hồi hướng chia phước, hay là tùy hỷ phước của người khác là, thì nó đều tạo ra những cái phước. Còn nếu như mà mình muốn phước suốt thế gian thì cái phước cao nhất đó là chính là phước hành thiền này. Hành thiền nó tạo ra cái phước suốt thế gian, tức là cái phước đi đến niết bàn giải thoát, phước đi đến diệt tận phiền não cao nhất. Thì trong khi mình bố thí mình cũng nguyện chứng niết bàn, trong khi giữ giới nguyện chứng niết bàn, trong khi mình ngồi thiền tụng kinh nghe pháp đều nguyện chứng niết bàn. Thì cái phước đấy gọi là phước suốt thế gian, phước vô lậu. Còn nếu mà mình cứ muốn hưởng cái phước là được giàu sang phú quý cao ở cõi người cõi trời thì đấy gọi là phước hữu lậu, phước đấy là phước ở trong sinh tử. Còn cái phước thoát ra khỏi sinh tử, nó có hai phước đấy, chọn phước nào thì mình gieo phước đấy ha. Thực ra nó do, có khi do nghiệp hay do tâm hoặc do thời tiết, do thức ăn của mình. Thì cái cách mà thực hành thiền là nó sẽ đối trị được những bệnh tật nhiều nhất. Ví dụ như cái tâm của mình bất thiện hay là những cái tâm ô nhiễm ấy, nó tạo ra những cái sắc thân ô nhiễm. Nếu mà cái tâm mình thanh tịnh cao thượng thì nó tạo ra những cái sắc cao thượng. Nên là cái người ngồi thiền nhưng mà nó phải thanh tịnh được cái tâm cơ, thì mình sẽ có được cái sự hỷ nạc, cái khinh an. Ví dụ như người đấy chú vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ấy, thì cái thân tâm nó rất là khinh an nhẹ nhàng. Và cái tâm mà thành tựu được thiền ấy, nó không tạo ra những cái sắc bất thiện ấy.
không tạo ra những cái sắc nó xấu thấp kém, mà nó toàn tạo ra những cái sắc cao thượng, thì cái người đấy cũng sẽ tốt. Nên là muốn có được cái ít bệnh tật thì một là giữ giới, hai là hành thiền miên mật. Giữ giới và hành thiền miên mật nhé. Còn nếu như mình muốn hưởng những cái phước an vui ở trong tương lai nhiều nữa thì mình làm những cái việc như là bố thí các cái vật thực ấy, hay là thuốc men cho những người ốm đau. Rồi mình cứ nguyện là cho con sinh ra, còn sinh ở trong luân hồi kiếp nào thì kiếp đấy là không có tận bệnh, không ốm đau, vô bệnh tật. Đấy thì sẽ làm như vậy. Nhất là cái người nào mình hay bố thí thuốc thang và mình có ước muốn đấy, và mình ốm thí vật thực cũng được, mình ước muốn là thành tựu được cái vô bệnh tật thì nó sẽ thành tựu. Như trong pháp của Đức Phật cũng có một vị đệ tử của Đức Phật là đệ nhất vô bệnh, sống 160 tuổi chưa bao giờ có một cái bệnh dù là nhỏ nhất. Đấy là tôn giả Bhakkhuna. Đấy là do kiếp trước đấy hay làm thầy thuốc chữa bệnh cho Đức Phật, để cho nhiều người ấy. Nhưng vị đó luôn luôn có ước nguyện là sau này trở thành một cái người vô bệnh tật. Đấy thì mình muốn vô bệnh tật thì phải thế, cũng phải chăm sóc cái người khác bệnh tật, và mình có cái ước nguyện trở thành người không có bệnh tật. Trong pháp của Đức Phật đều hướng đến, đều chỉ dạy đến cái bỏ việc ác làm việc này nhé. Nhưng mà để chỉ nói riêng về cái phần đấy thì tôi thấy những chưa có, nếu có thì chỉ có sách về sau nó của ai đó viết ra thì có thôi. Nhưng mà mình cũng không nhất thiết phải, vì cái đấy nó quá đơn giản, quá dễ hiểu. Còn pháp của Đức Phật mình nên học để tìm hiểu có những cái nó thù thắng hơn, cao thượng hơn. Còn nếu như mà muốn hiểu chi tiết về người chết rồi sẽ sinh về những cõi nào, các cái cõi sống khác nhau như thế nào thì mình đọc cái cuốn là Người và Cõi ở thư viện này cũng có này, thư viện nữ cũng có này, trong thiền đường ấy, khu ấy cũng có những cái cuốn mà chú giải về người và cõi, sẽ diễn ra tả chi tiết cõi địa ngục như thế nào, cõi súc sinh, cõi người, cõi ngạ quỷ, cõi chư thiên thấp cao như thế nào. Thì có cuốn sách nói về các cái cõi đây. Còn mình tu tập thì mình cứ học tất cả những kinh của Đức Phật, kinh nào học cũng được hết, đều có mục đích chung hết là đi đến Niết Bàn. Cứ học kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi Bộ, Tiểu Bộ, cứ học hết 5 bộ kinh Nikaya, rồi học Luận Vi Diệu Pháp và học Giới Luận. Học thì mình chưa nhớ được bao nhiêu ghi nhớ, nhưng mà có 3 cái tạng kinh đấy, kinh tạng, luật tạng và luận tạng, thì mình cố gắng mà học ở trong đấy thì là tốt nhất. Rồi ngoài ra thì mình học thêm những cái chú giải hay là những cái bộ luận của các cái vị thiền sư về sau này nữa thì cũng được. Còn nếu mình học nguyên vào cái pháp của Đức Phật thì chỉ có 3 tạng, chỉ có trong tam tạng đấy thôi. Thì trong những cái pháp tu thì nó không có cái pháp là ăn chay hay ăn mặn. Nếu mà trong những cái pháp tu nhá, mình có ăn chay thì nó giống như con trâu nó ăn cỏ suốt đời, nó đâu có thành tựu cái gì đâu.
Mà nếu mà trong cái ăn ấy, mình ăn chay nó chỉ là một cái văn hóa thôi. Thì trong lúc ăn mình luôn luôn quán tưởng thức ăn đấy là tứ đại, đất nước, lửa, gió. Ăn vào rồi nó sẽ biến thành phân và nó sẽ thải ra ngoài hôi thối bất tịnh. Vì vậy đừng tham đắm cái ăn. Dù là ăn chay hay ăn mặn cũng quán như nhau hết, cũng quán nó là bất tịnh. Ăn bên ngoài thì nó sạch nhưng nó vào trong là nó câu là thành ra bất tịnh ngay. Thì đối với thức ăn thì phải chỉ quán như vậy thôi. Đấy là tu tập trong thức ăn. Và mình không nên chấp vào ăn chay hay ăn mặn làm gì. Thì ăn chay ăn mặn nó cũng như nhau. Nếu mình có tham đắm và ngã mạn với nó thì sau này mình sẽ bị cái quả báo không tốt. Ví dụ như người ăn chay, người ta cứ chấp là tôi ăn chay, tôi cao thượng hơn những người kia ăn mặn, người ta cứ coi thường khinh chê, tức là khen mình, cứ nghĩ là mình ăn chay là cao quý lắm, rồi chê bai những người khác, nghĩ người khác ăn mặn là xấu xa lắm ấy. Thì coi chừng khéo mình sẽ sinh vào những cái loài ăn chay, bên loài ăn cỏ. Vì vậy nên là đừng chấp vào cái chuyện ăn chay, mà chấp vào người tại gia tu tập những pháp của người tại gia. Đó là giữ năm giới, giữ bát quan trai giới, những cái ngày cần giữ. Mình phải thọ trì tam quy ngũ giới và giữ cái năm giới đấy cho miên mật suốt đời. Những ngày trai giới thọ trì bát quan trai giới và kết hợp với việc tu tập thực hành thiền chỉ quán. Vậy thì dù là người tại gia thì mình làm những cái việc phước thiện của người tại gia. Giữ giới là phước thiện, học kinh là phước thiện, nghe pháp là phước thiện, hành thiền là phước thiện. Còn ngoài ra mình làm thêm được những cái công đức gì thì tùy theo khả năng của mình. Đấy là những cái việc đấy là việc thật, những việc cần làm. Còn ăn đừng chấp vào cái ăn. Nên là văn hóa mà cứ nói ăn chay ăn mặn đều không quan trọng đâu, không quan trọng ăn chay ăn mặn đấy. Ăn không tạo ra phước, ăn là mình đang, một là mình ăn với cái tâm tham thì nó tạo ra bất thiện, ăn với tâm vô tham thì là thiện. Vì khi ăn phải diệt trừ cái tâm tham bằng cái cách quán nó là bất tịnh, quán là tứ đại. Đấy là trong ăn là vậy ha. Còn tu thì khác, tu là phải tu ở thân khẩu ý. Thân mình không làm những việc tội lỗi, khẩu mình không nói lời tội lỗi, tâm mình không khởi nên phiền não tham sân si tà kiến. Đấy thì mình mỗi ngày mình phải tăng trưởng trí tuệ lên, tăng trưởng cái chánh kiến lên. Thì đấy là tu tập là vậy. Ở tại gia cũng thế không? Cũng tu tập giống như là bây giờ mình đến chùa mình học cái pháp như là thực hành thiền và giữ giới này. Mình về mình cố gắng áp dụng được bao nhiêu thì áp dụng. Như ở chùa có thể ngồi được 7-8 tiếng nhưng về nhà mình có thể hành trì được 1-2-3-4-5-6-7 tiếng tùy theo. Thì đấy là mình đang tu tập ở tại gia là vậy này. Đấy, cũng như vậy ở chùa mình cũng tụng kinh được thì về nhà mình tụng kinh, ở chùa mình lễ Phật được về nhà mình lễ Phật. Ở chùa mình giữ giới được thì về nhà mình cũng giữ giới. Đấy là cái cách tu tập như thế. Thì có cái là về nhà mình bận rộn hơn, mình hành trì được ít hơn. Còn ở chùa mình hành trì được nhiều hơn, chỉ khác nhau vậy thôi. Chứ không có gì đặc biệt hơn nữa. Phát nguyện là trong tất cả những cái tu tập đấy mình sẽ phát nguyện là tùy theo ước muốn của mỗi người. Thì đầu tiên là mình phải nguyện cái việc tu tập này, giữ giới này, hay là bố thí cúng dường, nghe pháp hay là hành thiền tu tập đấy. Ước nguyện là cho con được đoạn trừ hết phiền não tham sân si và chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai. Đấy là cái ước nguyện thứ nhất nhá. Cái ước nguyện thứ hai nữa là mình biết rằng là cái con đường chứng đắc niết bàn còn xa vời. Nếu như mình chưa có chứng đắc được đời này thì mình sẽ có hai ước nguyện, là một là ước nguyện kiếp sau sinh lại làm người, được sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp, có trí tuệ và luôn gặp chánh pháp để tu tập đi đến niết bàn. Mình có thể ước nguyện như thế được nhá. Hoặc là mình có cái ước nguyện là nếu như mình không muốn sinh lại làm người thì mình ước nguyện là mong sao kiếp sau sinh về cõi trời làm chư thiên, và ở cái cõi chư thiên đấy cũng gặp được chánh pháp, hay là gặp một vị Phật ra đời và nghe giáo pháp chứng đắc niết bàn ở cõi cõi chư thiên. Mình có khi mình làm được thiện thì mình làm cái việc đấy kết hợp với ước nguyện, và mình nguyện như thế nào thì kiếp sau nó sẽ thành tựu như vậy. Thì mình muốn sinh lại làm người thì mình nguyện là kiếp sau sinh lại làm người. Mình muốn nguyện là mình muốn sinh về cõi chư thiên thì mình nguyện sinh về cõi chư thiên. Mình muốn và trong dù sinh về đâu mình cũng nên có kèm một cái ước nguyện là con sẽ luôn gặp được chánh pháp,
và chứng đắc được niết bàn, giải thoát sinh tử. Đấy là những ước nguyện như vậy, làm cho ước nguyện của mình nó mạnh mẽ đi thì và nó sẽ ghi nhớ được cái ước nguyện đấy cho đến lúc chết, là mình sẽ thành tựu được cái ước nguyện này. Nếu như mình muốn kiếp sau trở thành người xuất gia để cho nó nhanh chứng đắc niết bàn thì mình khi làm việc phước thì mình cũng nguyện như vậy, kiếp sau sẽ sinh lại làm người và đi xuất gia để chứng đắc niết bàn, giải thoát sinh tử. Thì đấy cũng là do mình ước nguyện. Còn mình muốn ước nguyện những cái điều gì khác nó cũng thành. Như là muốn ước nguyện là kiếp sau sinh ra cái người có giàu sang, có nhiều tài sản thì mình, kiếp sau mình sẽ có nhiều tài sản. Mình ước nguyện là kiếp sau sẽ là một cái người có quyền lực thì mình sẽ là người có quyền lực. Mình ước nguyện là kiếp sau là người có sắc đẹp, danh tiếng. Đấy là hưởng thụ những cái lạc dục lạc ở thế gian thì nó cũng sẽ thành tựu như vậy. Thưa con, xin hỏi câu hỏi hai là từ cái gia của con này như sau rồi thầy đã giải hay là nam giới thì nó sinh là nam nhất, nhưng mà những hạt tử hạt tử của con thì là còn để sống cao hơn nữa. Khi đó sau mà phá hạt một hạt bắt buộc con phải sinh phúc thì chúng sinh sẽ bị thiệt hại rất là nhiều, thì như vậy chúng con phải làm như thế nào? Thì mình phải cố gắng hạn chế. Để sát sinh thì nó cũng có từ thấp đến cao. Ví dụ mình giết những con vật lớn thì tội nó sẽ lớn, nặng. Mình mà sát hại những con vật nhỏ thì tội nó sẽ nhẹ hơn. Thì có những cái trường hợp mình không tránh được, mình sát sinh thì nó cũng có tội. Thì mình biết là cái hành động đấy là có tội mà mình có cái sự hổ thẹn cái tội lỗi đấy, có cái sự ghê sợ cái tội lỗi đấy, có cái sự sám hối đối với những cái tội lỗi đấy, thì cái tội đấy nó sẽ nhẹ đi thôi. Chứ còn nếu như mà bảo là mình phải tránh tội tuyệt đối hoàn toàn thì chỉ có cách là mình đừng có làm việc đấy thì mới tránh được tuyệt đối. Còn mình còn làm việc đấy thì đương nhiên là nó sẽ còn, mình sẽ còn phải phạm vào những cái tội đấy, và đã phạm tội thì nó vẫn cho ra cái quả báo. Ví dụ như kiếp sau mình có sinh ra mình vẫn bị bệnh, nếu như mình không bị đọa vào cõi khổ đau thì mình cũng có những cái bệnh tật ốm đau do những cái nghiệp đấy nó sinh ra. Còn nếu như mình thật sự sợ hãi nó một cách tuyệt đối thì mình phải bỏ cái việc đó, làm việc khác. Không còn ai hỏi nữa thì hồi hướng nhé.